birds flying high. Sun in the sky, sun in the sky. You know how I feel. Birds flying high. Kênh YouTube của Đạt. Vừa rồi là những hình ảnh của chiếc Honda HR-V phiên bản được trang bị thêm gói phụ kiện độ chính hãng Mugen. Thế thì Mugen là gì? Mugen là một thương hiệu nâng cấp xe chính hãng của Honda, được thành lập năm 1973 bởi con trai của nhà sáng lập Hiroshi Honda nha các bạn. Thì Mugen trong tiếng Nhật có nghĩa là không giới hạn. Thì các bạn có thể xem trong những cái bộ phim đường đua Need for Speed, chiếc xe được độ theo phong cách đường phố ở Nhật Bản rất là đẹp nha các bạn. Thì chiếc HR-V này nó được trang bị thêm gói phụ kiện Mugen chính hãng, bao gồm 4 mâm xe chính hãng, ốp cản trước, ốp cản sau và ốp hai bên hông xe, cùng với bộ logo bên trong xe, bên ngoài xe rất là đẹp các bạn. Thì với cái bộ Mugen này, nó giúp cho quý khách hàng, nhất là những khách hàng trẻ tuổi, tăng thêm cái dấu ấn cá nhân riêng khi sử dụng chiếc xe hơi có một cái bộ phụ kiện độ chính hãng như thế này. Thì chiếc xe HR-V hiện tại được phân phối với hai phiên bản G với giá bán là 786 triệu, và phiên bản L có giá bán là 866 triệu, chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Và bộ phụ kiện Mugen này, nếu mà trọn bộ như Đạt vừa giới thiệu đó, thì nó có giá bán đâu đó khoảng chừng trên dưới 65 triệu. Thì thông tin chi tiết về chương trình khuyến mãi cũng như giá bán của chiếc xe Honda HR-V này, xin mời quý khách hàng và các bạn liên hệ trực tiếp với Đạt theo số 0901 22 6669, và đừng quên nhấn nút like và nút đăng ký để ủng hộ cho kênh YouTube của Đạt nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.